Chào quý vị, Hồng Dao rất hân hạnh được đồng hành gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của báo Người Lao Động. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Chân dung 4 người hùng dùng búa đập tường cứu người trong vụ cháy nhà trọ. Vụ cháy nhà trọ khiến 14 người tử vong đã khiến dư luận không khỏi bàng hoàng. Trong vụ cháy này, có 4 công dân đã không quản ngại lao vào biển lửa để cứu những người trong căn nhà ở phố Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Theo đó, thời điểm phát hiện đám cháy, không quản nguy hiểm, anh Phạm Quốc Luật, ngày là thợ nhôm kính, tối chạy xe công nghệ Grab, liền chạy đi tìm thang, búa và dụng cụ cứu người. Anh Nguyễn Kim Long là con chủ nhà nơi anh Luật thuê trọ, lập tức lấy thang, búa để hỗ trợ cho anh Luật. Mang thang đến nơi, các anh Đồng Văn Tuấn và Hoàng Văn Tuấn cùng trèo lên bức tường. Sau đó, hai người kéo thang lên gờ của bức tường để tiếp cận cửa sổ tầng 2, nơi có người đang ở trong phòng. Anh Hoàng Văn Tuấn giữ thang cho anh Đồng Văn Tuấn trèo lên cửa sổ, dùng búa tạ đập tường để cứu người trong phòng. Vì thang che ngắn và người nhỏ nhắn nên lực búa đập tường của Tuấn không được mạnh. Lúc này, các anh Nguyễn Kim Long hiệp lực đưa thêm thang dây cho Hoàng Văn Tuấn để Đồng Văn Tuấn mắc vào cửa sổ trèo thêm lên, bám tay vào thang, tiếp tục dùng búa tạ đập tường. Sau đó, hai anh Đồng Văn Tuấn, Phan Quốc Luật hợp lực thay nhau đập cho đến khi thủng bức tường, đủ để 4 người trong gia đình chủ nhà bị cháy chui ra ngoài. Mọi người xung quanh cùng hỗ trợ đưa từng người xuống dưới. Lãnh đạo phường Trung Hòa ghi nhận và trân trọng hành động dũng cảm của 4 công dân, đồng thời khẳng định việc khẩn trương đến hiện trường, tổ chức cứu các nạn nhân thoát khỏi đám cháy thể hiện sự kịp thời, mưu trí, dũng cảm, không ngại nguy hiểm của các công dân. Đây là tấm gương lớn cho tất cả mọi người cùng học tập. Đại diện quận Cầu Giấy cho biết, ngoài việc tổ chức khen thưởng cho 4 công dân nói trên, cơ quan này đang tiếp tục đề xuất cấp trên tặng bằng khen cho 4 công dân. Bên cạnh đó, ngày 26 tháng 5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi thư khen hành động dũng cảm của anh Phạm Quốc Luật ở Hà Tĩnh, anh Nguyễn Kim Long ở Hà Nội, anh Hoàng Anh Tuấn và Đồng Văn Tuấn cùng ở Nam Định. Khi tham gia cứu nạn nhân mắc kẹt trong đám cháy ở phố Trung Kính, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Trong thư, Thủ tướng cho biết rất xúc động khi được biết các anh Phạm Quốc Luật, Nguyễn Kim Long, Hoàng Anh Tuấn, Đồng Văn Tuấn đã dũng cảm, không quản ngại khó khăn, nguy hiểm, dùng thang leo lên tầng cao và sử dụng búa tạ để đập tường kịp thời giải cứu các nạn nhân trong vụ cháy. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương khen ngợi hành động mưu trí, dũng cảm của các anh. Đây là tấm gương sáng điển hình về tinh thần quả cảm, nghĩa hiệp, yêu thương của con người Việt Nam, thể hiện nghĩa cử cao đẹp, truyền thống nhân ái của dân tộc ta. Như câu ca dao, dẫu xây chín bậc phù đồ, chẳng bằng làm phúc cứu cho một người. Người đứng đầu Chính phủ đề nghị Bộ Công an, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan có chế độ, chính sách, hình thức biểu dương, khen thưởng phù hợp, xứng đáng cho những công dân đã có thành tích xuất sắc cứu người trong vụ cháy nêu trên. Thủ tướng Chính phủ kêu gọi mỗi người dân hãy tích cực nâng cao tính chủ động trong công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, bình tĩnh xử lý và giúp đỡ nhau khi có sự cố xảy ra. Đồng thời, đề nghị Bộ Công an phối hợp với các bộ, ngành, chính quyền địa phương thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về phòng chống cháy nổ, chú trọng xây dựng, phát triển phong trào toàn dân và nhân rộng các mô hình bảo đảm an toàn phòng chống cháy nổ theo hướng tự nguyện, tự phòng, tự quản. Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu các bộ ngành, địa phương có chính sách khen thưởng, động viên xứng đáng, kịp thời, động viên, khích lệ người dân cùng tham gia, hạn chế tối đa các sự cố cháy, nổ, xây dựng xã hội an toàn, lành mạnh, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Nhà Hoa Đông ấy, cháy to lắm. Để sự mất mát không trở thành vô nghĩa. Liên quan đến vụ cháy nhà dân tại phố Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, ngày 24 tháng 5, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh đã ký công điện gửi giám đốc các sở ban ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với nhà trọ trên địa bàn thành phố. Trước đó, vào hồi 0 giờ 46 phút ngày 24 tháng 5, tại hẻm 31, ngách 98, ngõ 43, phố Trung Kính, quận Cầu Giấy, xảy ra vụ cháy. Nơi bà Hỏa Thăm là một ngôi nhà ở và cho thuê để ở, được xây dựng khoảng 150m2 trên tổng diện tích khu đất hơn 200m2. Phần diện tích còn lại là khoảng sân trống để xe máy, xe đạp điện. Hậu quả là 14 người chết, 3 người bị thương. Việc điều tra làm rõ vụ cháy cũng như xử lý vi phạm đang được lực lượng chức năng tiến hành. Chính quyền đang tiến hành rà soát, kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy tại các khu chung cư mini, nhà cho thuê để ở thành phố. Công điện nêu rõ. Thực hiện công điện số 52 CD-TTG ngày 24 tháng 5 2024 của Thủ tướng Chính phủ, ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà về vụ cháy nhà dân tại số 1 ngõ 43/98/31 phố Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo các sở, ban ngành, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã tiếp tục bám sát mục tiêu, yêu cầu, triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả các chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội giao Ủy ban Nhân dân quận Cầu Giấy chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các phường phối hợp lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tổ chức ít nhất 33 tổ công tác để thực hiện ngay tổng rà soát, kiểm tra 100% việc khắc phục các giải pháp trước mắt đối với nhà trọ trên địa bàn quận Cầu Giấy theo chỉ đạo tại công điện 991 CDTTG của Thủ tướng Chính phủ. Việc hướng dẫn phải thể hiện bằng văn bản, kiến nghị rõ thời hạn hoàn thành và yêu cầu chủ cơ sở, chủ hộ gia đình cam kết thực hiện, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. Quá trình kiểm tra đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng cháy, kỹ năng thoát nạn, thoát hiểm, xử lý tình huống chữa cháy ban đầu cho người dân, hoàn thành và báo cáo kết quả về Ủy ban Nhân dân thành phố qua Công an thành phố trước ngày 30 tháng 5, 2024. Ủy ban thành phố cũng giao Công an thành phố chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nếu có, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về phòng cháy, chữa cháy, kỹ năng thoát nạn đối với người dân đang sinh sống, làm việc tại khu dân cư, nhà trọ, nhà ở nhiều căn hộ, nhà ở hộ gia đình kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố. Đồng thời chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp với Ủy ban Nhân dân các phường trên địa bàn quận Cầu Giấy tổ chức rà soát cơ sở nhà trọ đảm bảo tiến độ theo yêu cầu. Chủ trì đôn đốc, kiểm tra việc triển khai của các đơn vị, tổng hợp kết quả, tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 7 năm 2024. Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp Ủy ban Nhân dân quận Cầu Giấy và các đơn vị liên quan tổ chức thăm hỏi chu đáo, kịp thời động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần cho gia đình người bị nạn. Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thăm hỏi, động viên đối với gia đình nạn nhân là học sinh đang theo học các trường của thành phố, đảm bảo kịp thời theo quy định. Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã chủ động thành lập các tổ công tác để tổ chức rà soát, kiểm tra 100% cơ sở nhà trọ trên địa bàn, hoàn thành trước ngày 15 tháng 6, 2024, báo cáo kết quả về Ủy ban Nhân dân thành phố trước ngày 20 tháng 6, 2024. Đối với các loại hình cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao còn lại, tiếp tục tổ chức rà soát, kiểm tra hoàn thành trước ngày 15 tháng 7, 2024, báo cáo kết quả về Ủy ban Nhân dân thành phố trước ngày 20 tháng 7, 2024. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, rà soát đối với nhà trọ, Ủy ban Nhân dân quận, huyện, thị xã yêu cầu các đơn vị tiếp tục tổ chức rà soát, kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc 100% cơ sở hoàn thành việc khắc phục giải pháp trước mắt đối với các loại hình cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho người dân, nhất là cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao trên địa bàn trong dịp nắng nóng sắp tới. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.